thì sáng hôm nay thì anh Trọng vẫn tiếp tục đồng hành cùng ba đứa con đi trên cái chiếc xe từ những ngày đầu lên Sài Gòn ở dưới quê lên đó chị. Thì hai con thì bây giờ mình sẽ đi lãnh chiếc số và bắt đầu bán số. Thì ngày hôm nay thì ở Sài Gòn thì đang dịch rất là nặng luôn á, nên ở ngoài đường phố thì hiện tại cũng rất là vắng vẻ. Và hy vọng rằng trên cái chuyến đi bán số này thì của anh Trọng và mấy đứa con anh sẽ bán được nhiều người ủng hộ hơn ạ. Nãy giờ bán được mấy tờ con? Không biết hả? Trăm mấy ngàn hả? À gì nãy giờ bán cho được chục tờ hả? Dạ. Dạ em chào quý chú chị. Chào quý chú chị, thì trở lại video tiếp theo của em, thì em chúc mấy chị được sức khỏe. Và hôm nay em chia sẻ hoàn cảnh của anh Trọng. Thì hôm nay thì anh Trọng và mấy đứa nhỏ thì vẫn tiếp tục đồng hành để mà nhặt ve chai và mưu sinh từng ngày giữa cái mùa dịch của lòng phố Sài Gòn đầy nắng đầy gió và lưu thương người. Em cho nè, cho cái này nè. Sao vậy? Sao khóc vậy? Nó không khóc nghe con, ngoan ngoãn nha. Con gái ơi. Hôm nay con còn bao nhiêu tờ vậy con gái? Dạ thì bây giờ em xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành theo anh Trọng và những đứa con anh đi bán vé số và nhặt ve chai tiếp theo, và sẽ xem có nhiều cái câu chuyện gì cũng như là xem có mạnh thường quân nào giúp đỡ nó không đó anh chị. Thì giờ anh mới xuống xe thì anh bắt đầu nhặt rác không anh chị. Đây là những đứa trẻ con của anh, thì đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi và đứa nhỏ nhất là 3 tuổi và đứa kế tiếp là mới vài tháng tuổi thôi anh chị. Sáng nào thì cha con cũng đi bán vé số vậy nè, cứ lấy vé số rồi cứ bán và cũng cứ thế là cuộc sống mưu sinh từng ngày và thời gian trôi qua từng ngày. Và hôm trước thì anh Trọng cũng có một cái ước mơ là sau này nếu mà có tiền thì anh Trọng cũng sẽ tiếp tục làm cái nghề bán vé số này, và cũng như là nếu mà có tiền nữa thì anh Trọng sẽ mở ra chỗ thu mua ve chai và anh sẽ đi nhặt ve chai để mà kiếm thêm thu nhập cho cuộc sống. Thì anh đang nhặt chai thì chỗ này khá là nhiều chai với chai luôn chị, nhưng mà cực kỳ là ở chỗ này đó là những cái thùng rác rất là hôi luôn anh chị ơi. Nhưng mà cái cuộc sống mà thì mình đã chọn nghề thì nghề nào cũng vậy thôi. Nếu mà anh Trọng đã chọn rồi thì tất nhiên là anh Trọng vẫn sống với đam mê, và nghề nào cũng là nghề cao quý anh chị, và cũng như là được nhiều tấm chương trình của Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước luôn ủng hộ anh. Cái chỗ này chai nhựa cũng nhiều anh ha? Dạ. Bên đây cũng có nè. Dạ. Bảo à. Thu gom từng khoảng cây chai trên hôm nay thì anh đang nhặt cây chai ở trên đường Trần Não anh chị. Mấy bao mình lượm lại không anh, chừa để mình đựng á. Còn xa xa là những đứa trẻ con anh đang ngồi tui thủ trên chiếc xe ba gác cà tàn của anh, mà từ ở dưới quê anh gắn liền của anh suốt một khoảng thời gian là khá là dài luôn anh chị.
con cầm tiền kỹ vô nha, con gái coi em cầm tiền để hồi nó bỏ rớt á. Thôi nên giữ đi, con gái giữ tiền đi. Em không biết cầm hồi bỏ ra rớt nữa đó. Lấy đây tay sạch con lấy chỗ khác nè, để nó sửa đây là con để nhờ. Nhờ nó sửa luôn mà mọi người. Cái số tay của bé lớn. Thì anh Trọng vào bên trong, anh chị thì mấy đứa nhỏ đang ngồi đây, anh đang nhặt rác ở bên trong, thì tí em sẽ vào bên trong coi cho cái nhà cùng xem. Chị chủ quán cửa hàng nhôm sản xuất tặng 2 bao dây chai cho anh Trọng anh chị. Cảm ơn chị nhiều ạ. Anh đại chị làm cho mấy đứa ly nước mía uống kìa. Anh Trọng đại chị làm cho mấy bé ly nước mía uống kìa. Thì chị tiếp tục mua nước cho mấy bé uống không? Cảm ơn chị nha. Hai bao có đồ dữ không? Dạ, đồ ăn cho. Làm rồi. Anh hai bao này bao gì rồi? Mũ. À, đồ mũ à, chai. Bia nước ngọt rồi anh. Bia nữa hả? Bao sốt quê. Mấy bụng rồi, mấy bụng chưa mấy con? Mấy bụng chưa? Với ông chơi tí nữa đi qua kia mua cơm ngồi kia ăn nha. Quá trời. Để đây nè. Rất là cảm ơn tấm lòng của cô bán nước như là cho anh Trọng rất là nhiều chai chai và rất là nhiều thùng đó, và tặng tiếp tục và tặng 2 lít mía. Rồi chúc cảm ơn con nha. Cảm ơn chú đi con gái. Cảm ơn đẹp gái quá mà. Uống đi con. Để cho chị quên, để cho uống trước cái con uống. Để cho uống cái cho đi cho con nha. Cho uống trước đặng cho lái xe. Sao vậy, để ba uống trước chứ. Con gái kìa, con gái luôn ba nè. Chị hai hiểu ý nghe chưa? Chị hai đưa cho lên. Đây là hai bé của hâm mộ hỏi cái kênh tên gì nè. Rồi bấm vô anh Nghĩa Trọng TV thấy nha em. Là nó đảo đảo xe nó hả? Thì tới chỗ này thì anh Trọng sẽ dẫn bộ, vì khi chạy ở đường này thì chiếc xe nó sẽ bị đảo anh chị, nên anh phải dẫn bộ khúc này. Xe bị đâm khúc yên, nếu mà thắng lợi thì nó sẽ quẹt vào xe của người khác đó anh chị. Rồi anh để bộ anh đi giống mình luôn. Thì bây giờ em xin mời cô chú anh chị cùng theo anh Trọng và mấy đứa con anh Trọng mấy số và đi nhặt cái chai với mấy anh chị. Có
Ủa sao bé khóc hoài anh? Làm anh mà anh có thương em chứ. Ở nhà anh có hai đứa con thôi. Ờ, đang nhặt gì anh? Ờ, cái đó mình xài gì không xài bỏ đi để gì? Để lạnh lạnh. Được hả? Dạ. Trẻ chai anh chai nha. Chai nhựa đó. Cây coi chừng miễn nha. Dạ. Cái hút sâu không dám lụm. Dạ. Bây giờ hiện tại là khoảng 12 giờ trưa thì ở Sài Gòn thì đường xá rất là nóng. Và hiện tại thì em và anh Trọng đang có mặt ở một cái cánh đồng của lòng Sài Gòn. Thì anh đang lụm cụm đây, lụm cho chai nữa anh chị. Cuộn 2 rất là chăm chỉ. Trong đó không có đâu, đi ra đây anh ơi. Không quay YouTube anh. Không quay YouTube. Không quay hoàn cảnh anh này á. Dạ. Đó. Góc bên kia á. Dạ. Có mấy cái cây mà nó mọc dài dài đường đó. Dạ. Yeah. Cũng ưa có lắm. Vô đây nghỉ mệt tí anh ơi. À, má không con? Vô đây nghỉ chút đã. Chưa rồi. Còn 4 nhóm. Dạ, cũng gần tới là cầu Hứa Hằng cũng nghiêm rồi. Dạ. Hôm nay thường quay rồi. Có rồi mấy anh với cô cho rồi đó. Có đồ. Giờ mình đắp cho cầu là cũng chơi là mình được cây chai chứ không? Em hả? Thì cũng vậy đó. Để kiếm tiền cho mấy nhỏ rồi. Bây giờ là đứng ở đây nghỉ là mình đi tiếp. À, em hãy nghỉ mệt chút xíu rồi đi tiếp. Sáng giờ đi nắng quá rồi. Dạ mệt. Bị hóc luôn. Bê quá. Bê luôn. Bê. Tại vì thường thường cái thần sáng rồi đó. Dạ. Nên là ít mệt thôi. Dạ. Giờ giấc trưa nắng quá. Trời cũng nó cũng mơ là 24 mới chuyển lại về mưa nó đỡ chút. Chứ mà nắng quá không mệt. Sáng giờ có cái điều gì vui vui không chia sẻ cho khán giả đi anh? Điều được các anh cho đường triệu á. Với các anh vừa nãy em đi dọc đường anh cho được 100 nữa. Ờ. Dạ, rất vui. Dạ, với bà con là thân thương mình á, nó cho mình cảm động. Không biết nói sao thôi thì xin cảm ơn các anh và các mạnh thường quân trong ngoài nước. Có ông thì con bắt ông, còn không có ông thì vẫn đi tiếp tục vậy. Tại vì bắt ông như vậy nè, có những cái ông nguy hiểm á, em cũng ghé em bắt nữa. Bắt thì có kiếm tiền kia cho mấy nhỏ, có tiền kiếm mua này mua kia thôi. Ở trên này ít ông hơn ở dưới quê nhiều. Ở dưới quê em nhiều, đi chút xíu là có ông liền. Ở đây ít. Để anh thấy
cái quyết định của vợ chồng mà rời quê lên Sài Gòn ấy, anh thấy nó đúng đắn không, tuyệt vời không? Rồi cái này thì anh thấy anh đi có đồ đựng hoài thua là mình thiên thôi, làm cái gì cũng vậy, mình thiên là có đồ à. Còn mà mình đứng mình ở trên bờ xong rồi biết chừng nào mà có đồ thì lụm này đi tới đâu mình lụm vậy đó. Thì chiều cảm thấy mệt quá về. Em này cái sức khỏe em nó cũng đủ đâu, như thấy anh thấy em gì chứ yếu lắm, huyết máu nhân đạo đó thì cho đi là còn mãi mà, thì em nghĩ vậy đó. Giờ với khi chính là ta cũng có hỗ trợ cho em được có tiền đồng tiền, cũng có bầu bổ sức khỏe vậy, mà mình giúp được bao nhiêu người thì cũng đỡ rồi, còn cũng như là mình còn đi chùa đó. Dạ. Máu mình cho đi là giúp được những cái bệnh nhân á, người ta bị nguy kịch rồi đó, nhờ cái mà mình thì không có biết nghe nói gì hơn thì chỉ là cứ nghĩ là cho đi là sẽ còn mãi. Dạ. Mình thì trước mắt thì cũng họ tạm ổn rồi. Chút nữa anh có về nhà ăn cơm với vợ không, hay là mình đi bán lúc nào hết về số thì mới về? Cảm thấy mà vé số nó ít thì mình về sớm. Như bữa nay mình nhờ các mạnh thường quân nó giúp đỡ đó, ủng hộ thì em cũng chắc hôm nay cũng hơi về sớm chút xíu, tại em sức khỏe em hơi mệt, em không được như người ta đâu, thì em lội chừng 3-4 tiếng là em đuối. Cố gắng bán hết rồi về sớm về vợ con. Xe này thì nó yếu quá, rồi nó cũng nặng nữa, rồi nó ngã mình cũng bê theo. Ủa vừa nãy em thấy anh nhảy xuống anh dắt xe bị sao vậy? Nó đâm khúc yên á. Xe không có kết cấu nó không biết sao mà khi mình những cái dốc mà nó hơi gì nè, như người ta bình thường lộ người ta gì đi, anh chạy cho bình thường, còn mà khi nó hơi chinh là xí nghiêng vậy nè. Rồi hoặc lên đầu mà nó nghi nó ngảo cái gì đó, hay nó đâm ra giữa đường á, làm ra anh đâm ra giữa đường vô xe ta đó. Thì đi cũng sợ lắm, mà có dắt mấy đứa nhỏ theo thì cũng kỹ cho nó. Cái này là anh tự chế mà đúng không? Cái này em tự chế nè, mà ngặt nó đầu tiên em tính chế một cái đạn á, đạn tròn á, mà thì không có tiền. Ô tiền rồi em muốn có chế luôn em ra, chắc lỗi là do cái này thôi. Cái này nó không phải xe chuyên dụng, không phải cái xe kéo kia, nó đi nó nguy hiểm. Cái nhiều khi anh đi là mấy đứa con nít nó lâu từ gạch sỏi lên là cũng hay đó, em cũng ngờ. Ừ rồi hổng nó sức lên nè, rồi em nó gãy ngang rồi luôn nè. Dạt nó rồi dạt, em kêu hàng ông kia ổng chấm lại nè, tại dọc đường á. Rồi mình mấy hàng của đi ta sóc mà, dạ, bị hai cái này à, chú không hàng lại. Em bị đau mắt, em đâu có hàng được, tại vì mỗi lần có hàng như thế này nè, rồi không có đem cái kiếm hàng theo, rồi hàng xong rồi con mắt nó sốt, rồi lên rồi bị sức cái này nhảy này nữa, rồi dọc đường đâu có mấy hàng đâu, nhờ cái chú kia không hàng đó. Vì vậy tính ra là mình đi tới đâu thì cũng được nhiều người giúp đỡ, dù ít hay nhiều đúng không? Dạ, nhiều rất là nhiều. Các cô mà bán quán đó, nó cậu cũng hên cái chú này là người ta là tôi ở đó biết lâu đó, là không có hàng đồ cho ai, hàng chủng cũng như là trong cái nội bộ của người ta thôi, mà sao tự nhiên anh vô anh nói thì sao mà người ta vô người ta hàng cho anh, là anh cũng có phước lắm. Để vô cũng năn nỉ chú á, chú ơi bây giờ hai chồng con đi á, thì giờ lỡ đường rồi chú cũng hay giúp đỡ con hàng cho con xe con chạy, giờ con biết cái nào nó hàng đồ hết trơn á. Chú nói là thôi đem xe con vô đi rồi chú hàng cho. Nếu mà nhìn thấy hoàn cảnh của mình thì ai